Vì sao Việt Nam chúng ta nói không với cầu thủ nhập tịch? Thủ môn Phan Văn Santos có lẽ là cầu thủ nhập tịch cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Từ sau đó cho tới nay, đội tuyển Việt Nam đã không gọi thêm một cầu thủ nhập tịch nào nữa. Với thân hình cao lớn và khả năng bắt bóng chính xác, Phan Văn Santos đã gây nhiều ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam. Và anh cũng đã quyết định nhập tịch. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Olympic Brazil trên sân vận động Mỹ Đình và Phan Văn Santos được đá chính ngay từ đầu. Sau khi quốc ca Việt Nam vang lên, Santos không những bập bẹ hát quốc ca Việt Nam mà còn say sưa hát quốc ca Brazil, và từ đó coi như là sự chấm dứt cho cơ hội lên tuyển của anh và khiến quy định của cầu thủ nhập tịch nước ngoài được siết chặt hơn.